Nghệ sĩ ở New York biến nhà thành đi o ra vào đô thị. Theo Reuters, trong khoảng thời gian đại dịch diễn ra, một nghệ sĩ New York đã tận dụng thời gian này để tạo ra một loạt các diorama đa dạng, mô tả cảnh thành thị ở Brooklyn bên cạnh một loạt các bối cảnh nông thôn khác. Aaron Winston Kina làm việc tại Đại học Barnard ở Manhattan. Anh ấy đã nâng tầm tinh hoa nghệ thuật cả đời, thành niềm đam mê với các diorama ba chiều được trang trí công phu. Anh dành nhiều ngày để sơn các vật dụng như gạch và khai thác một loạt các hình thức, từ in 3D đến Aizu. Khi đại dịch ập đến, anh không còn phải đi khắp thành phố vì công việc. Anh có thêm thời gian để nghiên cứu sâu hơn về dự án nghệ thuật của mình. Anh đã đặt diorama cạnh một phù hiệu thể hiện sự tái đắc cử của Donald Trump với cảnh nghèo đói ở thành thị, là người gốc Washington DC. Kina sống ở New York từ cuối những năm 1970. Những tác phẩm, công trình nghệ thuật của ông đều dựa vào thử nghiệm và xem hướng dẫn trên các video YouTube.